Thưa quý vị, thay vì chơi game hay chọn nuôi thú cưng là chó mèo hamster, thì một số bạn trẻ ở thành phố Tân An đã tìm đến thú chơi huấn luyện chim săn mồi để thử thách kiên nhẫn và khả năng chinh phục của bản thân. Huấn luyện chim săn mồi là thú chơi bắt nguồn từ Trung Đông và du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm nay. Chim săn mồi có nhiều loại như đại bàng, chim ưng, diều hâu, chim ó, v.v. thường được gọi với cái tên kiêu hãnh là chúa tể bầu trời. Khi chơi bộ môn này, người huấn luyện phải kiên nhẫn, rèn kỹ thuật khéo léo cho những chú chim săn mồi qua các bài tập như đứng và ăn trên găng, qua tay, vồ mồi trên không, săn tự nhiên. Loài chim săn mồi sống ở tự nhiên nên bản tính khá hung dữ. Để chim quen với những bài tập, ban đầu người chơi phải tìm cách thuần chúng bằng cách sử dụng thiết bị mũ đội đầu cho chim, làm chúng luôn ở trạng thái tĩnh tâm và bớt hung hăng. Trong thời gian đầu thì khó khăn có cái là em chơi một mình cho nên là không có biết hỏi ai hết. Với lại tự tìm tòi xong rồi được như là một người anh hoặc là người em hướng dẫn chơi và em học hỏi thêm. Với lại sửa sai những cái lỗi mà mình thường gặp. Với lại mỗi khi mà buồn hay là đi đâu mình đem nó ra, đem ra ngoài chơi hoặc đi cà phê rất là vui, với lại đỡ stress được một phần. Huấn luyện chim săn mồi không chỉ là một thú chơi mà theo nhiều người đây còn là một môn thể thao giúp cho người chơi rèn luyện tính kiên trì, sự sáng tạo của mình. Hình ảnh những chú diều hâu đại bàng bay lượn trên bầu trời và ngoan ngoãn quay về đậu trên tay chủ khi nghe tiếng còi báo hiệu khiến cho những người chứng kiến không khỏi thích thú và thán phục người huấn luyện.